Dạ. Rồi em xin chào anh chị và chào chị Hà. Thì em xin giới thiệu chút, em xin giới thiệu chút để cho bên chị Yến biết là hôm qua đó thì em có nhận được một cái nguồn tin của từ chị Hà đây. Thì chị Hà sau khi nghe được câu chuyện của chị Yến đó thì cũng thấy có nhiều điểm đáng nghi ngờ. Và nếu mà trúng cái vai vế thì là chị Hà đây là vai vai gì của con người con đó phải không ạ? Đúng không chị Hà? Đúng rồi, đúng rồi. Nếu trúng vai là nếu Nếu trúng huyết nếu mà thống. đúng là gì, là em gái của mẹ. Dạ. Rồi vậy bây giờ thế này thưa anh chị, để đề phòng cái chuyện mà lỡ mà rủi mà không trúng đó thì ở trên cộng đồng cũng sẽ hiểu thêm về cái câu chuyện của chị Yến chia sẻ hôm trước, và có thể là những cô chú hôm trước chưa xem được thì hôm nay người ta xem cái video này thì người ta tỏ tường về cái câu chuyện của bên chị Yến nhiều hơn. Vì vậy cho nên là chị Yến có thể kể lại trên cái cơ bản cho em cũng như là cho cộng đồng và cho chị Hà đây được nghe thêm một lần nữa cho nó rõ về câu chuyện tìm người thân của anh xã của chị Yến ha. Dạ. Vâng, anh Tuấn Vĩ chào cô ạ. Vâng, về là cái câu chuyện thì thật ra là trong cái hoàn cảnh cô ạ. Vâng, thì là bố mẹ nuôi của con ở đây là không sinh được ra nhà con và được là nhận nhà con là từ ở bệnh viện biệt nghiệp hồi tháng âm 971 cô ạ. Dạ, em Thì xin lỗi nha. Em xin lỗi, nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất có thể là do xa quá nên là nghe không được rõ. Vấn đề thứ hai đó là có thể là do cái môi trường á, cho nên là chị cầm cái máy lên như thế này cũng được. À, đúng rồi, chị cầm cái máy lên đi chị. Chị cầm cái máy lên chị chia sẻ lại giùm em. Rồi em hỏi trên cơ bản một chút xíu như chị Yến nha. Là anh xã của chị là được sinh vào năm mấy? sinh năm 1971 ạ. À, sinh năm 1971 và ở tại ba ba mẹ nuôi sinh ở tại bệnh viện Việt Tiệp đúng không? Dạ. Dạ. À, Việt Tiệp, và Việt Tiệp là ở tỉnh thành nào ha chị Yến ha? Thành phố Hải Phòng ạ. À, Việt Tiệp Hải Phòng. Dạ. Và lúc sinh đó thì được mấy tháng tuổi hả chị Yến ha? Dạ, xin được 3 ngày tuổi ạ. À, mới có 3 ngày tuổi. Dạ. Dạ, hình như hôm trước đó là nghe chị Yến nói là có qua một cái người trung gian là tên gì á chị Yến ha? Dạ, tên là bà hội lý, tên là bà Vũ Thị Vang ạ. À, bà Vang. Dạ. À, bà Vang. Dạ. Rồi có nghe thông tin gì về bên cha mẹ ruột không? Dạ, chỉ mình chỉ nghe được là mẹ nuôi kể là xin ở bệnh viện Việt Tiệp thì là qua hội lý cô Vũ Thị Vang và lúc đi ra ngoài Hải Phòng ấy là được mẹ đẻ là sinh được ngày thứ hai và sang ngày thứ ba thì là cho chồng con về ạ. Thế xong bắt đầu là hình như mẹ con bảo là cho mẹ nuôi là mấy đồng với mấy cân gạo gì đấy. Thế nhưng mà không biết là mẹ nuôi có nhận gạo hay nhận tiền thì con cũng quên rồi, như nhận gạo sao đấy. Còn tiền thì không biết là có nhận không, lúc bây giờ nó chắc là tiền thì nó không có, chỉ 1 2 đồng hay bao nhiêu thôi. Khó Vâng, khăn. năm 71 nó khó khăn mà. Vâng, thì là cái thông tin thì nó thật ra là con cũng chỉ biết ít ỏi thôi, khi mà hỏi về mẹ nuôi ở đây là về mẹ đẻ thì mẹ nuôi bảo chỉ xin được như thế là biết như thế thôi. Còn mẹ còn bà Vũ Thị Vang ấy thì bà cũng có bảo rằng là hai bên giao kèo rồi thì không thể nói ra được, thì chúng con cũng chỉ biết là đến thế thôi cô ạ. Dạ rồi. Ok, vậy thông tin cơ bản thì Tuấn Vĩ có ghi nhận được từ hôm trước và hôm nay chị Yến cũng có kể lại như vậy thì Tuấn Vĩ cũng đã nắm được trên cơ bản. Còn anh xã bây giờ là tên gì anh xã? Dạ, em tên là Tuyến ạ. À, anh Tuyến. Dạ. Được Rồi. bố mẹ nuôi đặt tên ạ. Dạ rồi, ok anh Tuyến và chị Yến. Rồi bây giờ đó thì bên chị Hà thì thấy thông tin của bên gia đình mình trước đây như thế nào thì chị Hà cho Tuấn Vĩ cũng như là cho vợ chồng của anh Tuyến biết được không ạ? Thực ra thì thông tin thì chị cũng không có nhiều đâu. Nhưng mà cái hôm mà chị xem được cái clip này thì chị cũng
có cái cảm, một cái cảm giác gì đó, thứ nhất. Cái thứ hai nữa là thông tin thì chị chỉ nắm được là cũng vậy, từ cái hồi đó mình còn nhỏ lắm, mình chỉ nghe loáng thoáng ba mẹ nói chuyện nhau, rồi mình nghe lén, rồi nó cứ để ở trong đầu mình để mình nhất quyết đi tìm cháu của mình á. Tức là cho chị kể lại từ đầu luôn được không? Dạ, sơ chị kể đi chị. Dạ, dạ. Tức là chị của chị là năm khoảng năm 16 tuổi á, thì là yêu cái anh đó, tức là gia đình ở Hải Phòng. Thế rồi là ba mẹ cấm đoán không cho yêu, tại vì còn nhỏ quá bắt đi học á. Thì cho đến khi mà ba mẹ biết có bầu thì đánh dữ lắm. Xong rồi là khi mà chị thấy chị bị đánh vậy rồi nhốt trong nhà, thì buổi tối chị mới mở chói cho chị, thì là chị trốn đi luôn. Tội ha. Là cái lúc chị trốn đi luôn. Thế là đến lúc mà sau đó đến năm 71 ấy, thì chị nghe chị về thì chị nghe loáng thoáng ba mẹ nói chuyện với nhau là chị về, chị trốn đi với lại anh người yêu ấy. Thế nhưng mà thì không biết là anh người yêu dắt đi đâu, gửi ở Hải Phòng hay gì thì chị không được biết. Nhưng mà đến khi năm 71 ấy thì là chị trở về, thì chị về nhà hàng nhà bạn thân ấy. Thế rồi mới nhờ bạn thân tới xin ba mẹ cho về lại. Thì là chị về có một mình thôi. Thế nhưng mà khi mà chị năm 71 á, là chị thấy chị có trùng khớp là cái năm sinh là một. Tức là chị sinh vào cái năm 71 mà cũng trong cái vòng khoảng chừng tháng 2, tháng 3 gì đó. Sau cái tháng 3 dương lịch á. Tại vì là em út của chị là sinh vào ngày 21 tháng 3 dương lịch năm 71. Thì nghe nói cái thằng cu đó là sinh sau cái đứa em út đấy một tháng hai tháng gì đó, chị không có nắm rõ được. Với cái thứ hai nữa là trước đây á, thì chị nghe loáng thoáng ba mẹ nói chuyện với nhau ấy, thì chị lại cứ tưởng là để cái thằng cu đến lại cho ông bà nội. Thế chị cứ đinh ninh như vậy trong lòng, nhưng mà cho đến khi là cách đây khoảng 2 tháng ấy, thì chị về lại, chị không hôm Tết chị có nhờ bạn, chắc cách đây 2 năm á, là chị có nhờ tìm ba của cái thằng cu, tự vì chị cứ đinh ninh là thằng cu nó ở với ba với lại ông bà nội. Thế rồi cách đây 2 tháng á, là chị bạn bè ở Hải Phòng ấy tìm được anh người yêu đấy, nhưng mà anh thì lại mất cách đây mấy tháng, cách đây vài tháng gì đó, đại khái là anh mất. Mà khi anh mất, anh cũng không để lại một cái chăn trối gì hết. Mấy đứa con nói là, mà cái lúc mà nghe nói là không có, cái hồi năm 71 ấy cũng không có dắt về nhà bà nội. Đấy, mấy đứa trẻ nó mới kể lại như vậy. Thì chị mới đi tìm tiếp, chị tìm lại một cái người bạn thân của chị ấy. Thì chị lại nói là không phải ở với ba đâu em, mà là nghe nói là sinh ra rồi cho một người ở Hải Dương. Còn cái sinh ở đâu thì chị lại không nắm được. Nhưng mà khi mà khoảng năm 91, 92 gì đó thì chị có đi với lại một người bạn ra ngoài Bắc. Đấy, thì chị cũng không dám hỏi, tại vì cái chuyện đấy đau lòng mà. Đến khi mà chị về lại gia đình ấy, thì là đến năm 75 là giải phóng, cái là ba mẹ chuyển đi vào Đà Nẵng liền. Tại vì là muốn cho chị làm lại cuộc đời đó. Rồi sau đó là chị lấy chồng ở Đà Nẵng. Thì đến năm 89-92 thì vừa rồi là cô bạn mới kể cho chị nghe này. Đến lúc mà chị tìm được cái anh kia ấy, thì biết là nó không có ở với lại ba mẹ, không có ở với lại ba, không có ở với ông bà nội. Thì chị mới đi tìm tiếp. Đi tìm tiếp thì cái chị bạn thân của chị mới nói là không phải ở với ba em ơi, mà cháu nó ở đẻ ra rồi cho luôn một người ở Hải Dương. Thì chị thấy có một cái điểm trùng là ở Hải Dương là thứ hai. Với cái thứ ba chị thấy điểm trùng là thấy Yến kể tả về cái người á, hình dáng người của người mẹ á, thì chị nghi là chị của chị. Đó, chị chỉ có ba cái điểm trùng khớp đó thôi, chứ còn ngoài ra chị không biết gì hết. Tại vì cái năm chị bỏ nhà ra đi là khoảng 8 tuổi. Nhưng mà chị cứ nhớ mãi cái câu chuyện ở trong đầu vậy.
Rồi cho Dạ. đến khi chị vào Đà Nẵng thì chị có gia đình, nói chung là cũng chị không, cho nên chị không dám nhắc lại cái chuyện cũ, chị không dám Dạ. hỏi gì hết. Nhưng Dạ. mà chị biết chắc chắn là một đứa con trai, Dạ. là mẹ chị nói với chị là thằng con trai đó. Nghe câu Rồi chuyện thấy thương ha, nghe thấy thương đó, quá. mà tội lắm em ơi, cái năm nữa có 16 tuổi à. Dạ. Thế xong rồi là nó, ba mẹ hồi đấy khắt khe lắm, trói chị vào cái cột giường, chị mới tháo ra cho chị. Thì tối chị bỏ, đêm chị bỏ đi luôn. Thì chị nghe nói á, là đi theo ảnh, là nghe ba mẹ chị nói chuyện nhau, là chị nhớ như vậy. Rồi sau đó là cái năm 71 thì anh lại, lúc mà chị đi sinh ấy thì là anh không có nhà đó, cái thời gian đó thì anh không ở nhà, còn anh ấy gửi cho ai, ở đâu sinh ở đâu thì chị không, hoàn toàn không biết. Thì trước đây thì chị cứ đinh ninh là sinh ở Hải Phòng, rồi là ở với lại ở lại để lại cho ông bà nội đó. Nhưng mà vừa rồi thì bạn thân của chị mới kể với chị cái điểm đó. Rồi đến Dạ. khi mà chị bỏ về nhà thì đến năm 75 á, năm 71, năm 75 là nhà chị chuyển đi luôn, đi vào Đà Nẵng luôn. Thì từ đó là mất tin tức luôn, mất liên lạc luôn từ đó. Đó. Thì chị nghe tả là hình dáng cái người mẹ là vừa người, nước da ngăm đen, mà cái mặt rất là đẹp, rất là phúc hậu. Thì đúng là chị của chị thì là đúng như vậy, hình dáng như vậy. Đó, cho nên chị nghĩ nó cũng như là mò kim đáy biển, nhưng mà nếu mình không mò thì mình không bao giờ tìm ra được, đúng không em? Dạ, đúng đúng Thực vậy. ra chị muốn kết nối với Tuấn Vĩ từ lâu lắm rồi, nhưng mà chị không có một cái tin tức gì hết, không có thông tin gì hết. Cho nên chị kêu để chị ra Hải Phòng, vừa rồi chị mới ra Hải Phòng, chị cố gắng chị đi tìm á, thì mới mới tìm ra được cái người yêu của chị Lý. Nhưng mà khổ nỗi là anh lại mất rồi, mà anh ấy cũng không có trăn trối gì lại với gia đình, với con cái hết á. Đó, nhưng mà cái năm 71 lúc mà chị sinh thì anh không có nhà. Đó. À, em xin hỏi cái là vậy rồi cái cô Lý đó bây giờ còn khỏe không? Thì chị nói là chị mất rồi. À mất Đấy, rồi cho rồi nên rồi em hiểu rồi, em xin khổ nỗi lỗi. là sau khi mà chị ra ngoài, nghe nói là chị đi cùng người bạn đó ra Hải Dương có đi tìm nhưng mà không có tìm ra. Nhưng mà không biết có đi tìm hay không thì chị cũng không biết chắc chắn. Nhưng mà sau đó chị về lại Đà Nẵng thì chị lâm bệnh ung thư rồi chị mất. Cho nên chị mới sợ như này nữa, mà chị lại lấy chồng nhưng mà chị không có con nữa. Mình ra chị mới nói là bây giờ nếu mình đi tìm mà thử ADN, mà thử chị mất rồi mà con cái không có thì không biết là thử với ai. Đó, thành ra là chị không ấy. Nhưng mà bây giờ thì chị tìm được cái anh người yêu ấy, thì anh người yêu đó là có ba đứa con đang hiện đang sống ở Hải Phòng. Còn anh cũng vừa mất xong, anh cũng vừa mất được mấy tháng trước khi chị tìm thấy. Ác thế chứ. Thành ra là chị kêu là vậy là mình tịt luôn rồi, không còn cái thông tin gì nữa hết. Đấy. Nhưng Rồi mà đấy dạ bên 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 chị Yến và anh Tuyến có nghe được rõ cái câu chuyện không? Có nghe nghe được không? Thấy thương quá hả anh chị ha. Thì nếu mà trùng huyết thống thì là cũng may có thể biết được bên nội và bên ngoại, nếu mà có chăng thì vậy, chứ còn cha mẹ thì nó không còn, cha mẹ không còn nữa. đúng rồi đấy, đại khái là như vậy đó. Thật ra thì Tuấn Vĩ cho mình thêm, tại vì cô tả là cô tả cái cháu tả hình dáng mà cô nói như thế, thì cháu lại bổ một chút cho nhớ là bà hộ lý đấy, bà có bảo rằng là mẹ thằng này là khu quanh đây, và đây là yêu người yêu, thế nhưng mà chắc là sợ nên mới bỏ đi, mới cho đi. Đấy, cái câu đấy là con lại xin đính chính thêm, là con nhớ lại con đính chính như thế. Thì cái câu đấy là cũng trùng khớp với cái câu mà cô tả mà về phần người yêu. Đấy đấy đấy, thì cô cũng có cái cảm giác mà kêu, hôm mà cô xem cái clip mà nghe cháu nói đến cái chỗ là cho người Hải Dương ấy, sống ở Hải Dương ấy, là tự nhiên cô thấy cô run hết cả người luôn. Xong rồi cô mới lại sợ là không biết mình kết nối đây có khó không, thì lại gọi điện cho cái cô bạn ở Hải Phòng ấy,
Thì cô có kết nối với Tuấn Vĩ nhưng mà cô nói là Tuấn Vĩ không thấy trả lời. Thế là hôm qua chị cô ngồi là cô mới kêu nhất định phải phải kết nối với Tuấn Vĩ. Thế là hôm qua cô mới cô với lại cô cũng chờ để hỏi cái tìm lại mấy cái người bạn thân đấy của chị đấy để hỏi xem có thêm được cái gì không. Mà cái hôm ngồi xem clip của cháu ấy, là cứ mong 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 sao mà lỡ mẹ nuôi có nói tên của cái người mẹ ruột không á, thì cứ mong như vậy thôi nhưng mà cuối cùng là không có nghe được. Nhưng mà đấy thì chốt lại là cô thấy là có ba cái điểm trùng khớp đó. Là thứ nhất là nhưng mà cô không có biết chính xác được là sinh cháu ở Hải Phòng hay là ở Hải Dương thì cô không biết chính xác. Nhưng mà chắc chắn là cho cái người đó là ở Hải Dương. Sinh ra ở tại Hải Phòng cô ạ, tại bệnh Ừ viện Việt Tiệp mà được đúng. bà hội tên là bà Vũ Thị Vang. Bà đấy thì dâu là em dâu của bố chồng con ở đây đấy. Thì bà hoàn cảnh của bố mẹ con không có con thì mới lại không tin về, và bố mẹ con là lúc bây giờ là đạp bằng xe đi chữa bệnh mới là bằng xe đạp, còn đi ra ngoài đây xin là đi bằng ra bắt xe ô tô và bắt tàu xong ra ngoài Hải Phòng. Giờ là bắt tàu sao cô ạ, chứ phải ô tô, bắt tàu ấy ra ngoài Hải Phòng. Thì con thấy bảo là được 3 ngày thì là về đây rốn còn phải thêm thêm mấy hôm nữa rốn mới dụng, mà 3 4 ngày 5 ngày không, và xin được khoảng 4 tháng là tháng 7 năm 71 là ở đây bị nộp. Đấy, là mẹ nuôi con chỉ nói như thế thôi, còn con hỏi về cái vấn đề kia thì mẹ con không nói. Và như cô về nói về tên mẹ 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 sinh ra đấy thì không nói. Và con cũng có hỏi mi bà Vang là gặp nhiều lần rồi, con hỏi riêng bà nhưng mà bà cũng không nói. Thì bà cũng bảo là thôi thì bây giờ là cháu cũng chỉ biết đến đây thôi, vì thứ nhất là hoàn cảnh bố mẹ con là không có con, cái thứ hai là người ta đã nuôi đi chồng con là công sinh không bằng công dưỡng, thì bây giờ hai bên đã giao kèo rồi thì bà cũng không dám nói cái điều gì. Như ở trong cái thông tin đấy là chúng con cũng chỉ biết được đến như thế. Thì là anh Tuấn Vĩ có gửi cái bức ảnh mà của cô gửi cho con xem trước, thì thật ra cô là chỉ có cô là người nhận được giữa chồng con và người mẹ, chứ còn con thì con không nhận được đấy. Thì con không nhận được vì là Tuấn Vĩ vừa xem con lúc em, mà thật ra với cô là tối hôm qua mà Tuấn Vĩ ý lúc tầm 6 7 giờ con đi làm về đấy, Tuấn Vĩ có gửi cái tin nhắn của cô sang máy của con được. Thế nhưng đêm qua là vợ chồng con mừng lắm nhưng không biết là mừng của mình là có đúng không cô ạ. Đúng rồi, thì cô cũng vậy. Từ bây giờ cái thông tin của con cũng không có nhiều mà thông tin của cô cũng không có nhiều. Cô thì hồi đó mình mới có 7 8 tuổi gì đó. Rồi mình biết được cái câu chuyện này rồi mình cứ để trong lòng, và đến khi mà chị cô mất ấy, thì cô vẫn quyết tâm là sẽ khi có điều kiện là chắc chắn sẽ đi tìm cháu. Nhưng mà cái thông tin mình không có gì hết mà cứ hy vọng là nó ở với ông bà nội với lại ba nó thì mình cũng yên tâm một phần nào là nó được bảo bọc đúng không? Nhưng mà sau khi cô tìm ra thì không phải nó ở với ông bà nội với lại ba nó, thành ra cô mới ngã ngửa ra như vậy. Thì cô mới 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 tìm ra được cái thông tin là cho cháu nó ở Hải Dương đấy. Thì cô mới hỏi hôm đó, cô nói là cái trường hợp này thì chỉ có là mình phải thử ADN thôi, chứ còn nếu mà mình quyết tâm thì mình phải thử ADN thôi, chứ còn cô nghĩ cái thông tin thì nó không có một cái gì hết đấy. Đấy, chỉ có ba cái điểm trùng khớp như thế thì mình đâu có khẳng định được cái gì, cháu thấy không? Thì Đấy, thật thành ra ra thì là là trước kia thì còn trẻ, còn phải đi làm, còn phải nuôi con. Thế trong khi đó thì bố mẹ nuôi ở đây rất tốt, nên ra chúng con cũng không dám coi như rằng là đi tìm. Nhưng đến bây giờ thì chúng con đã trưởng thành rồi, mà thật ra đúng thì rồi. mình tìm được cái cội nguồn nhà mình là cái tốt nhất cô ạ. Cái nhất cái Đúng thứ hai rồi, đó đó. là tìm được cái của mình,
mẹ mình ở đây, bố mẹ tôi vẫn là bố mẹ của mình đấy, nên là con vẫn cứ bảo mi vợ chồng con vẫn cứ bảo nhau rằng là thôi thì mẹ mẹ à, mẹ nuôi đây mới chính là mẹ mình, nhưng mà mình tìm về cội nguồn của mình thì mới chính là gốc của mình. Thế thì chúng Đúng con rồi. tâm đi tìm, và chúng con quyết tâm đi tìm, Ừ. là con cũng lên cái chương trình chưa hề trên đi mấy năm nay rồi. Thế nhưng mà chương hành trình chưa hề trên đi thì thật ra con đăng ký nhưng mà họ không gọi cho mình, con cũng đăng ký nhiều lần lắm Ừ. rồi không được cô ạ, mà người ta hỏi Ừ. thông tin con chỉ có tên đấy thông tin thôi, thì họ cũng không đăng, họ cũng không làm việc cho mình cả, Đúng thì rồi. cũng không biết làm thế nào được, vì cái điều kiện của mình là không thể cho phép như mọi người là quá đà được cô ạ. Đấy, thế đâm ra là mình làm sao mà đăng được cái thông tin nào mà nó chính ngạch thì là để cho tìm được thì mới mới là tốt cô Ừ. Thì ạ. đấy, đấy nói chung là cô cũng định kết nối với Tuấn Vĩ từ lâu lắm rồi, cũng tìm cách, cũng nghĩ suy nghĩ mãi, nhưng mà không biết là như thế, mình không có cái thông tin gì nhiều như vậy thì không biết là mình lên rồi có được cái gì không, có thể tìm được hay không, tại vì lại sợ làm phiền Tuấn Vĩ nữa đó. Thành ra cứ suy nghĩ kêu để mình cố mình về Hải Phòng mình khai thác được thêm cái gì không, hoặc là thế. Thì nhưng mà khổ nỗi là cách đây mấy tháng thì lại tìm được cái người cha thì lại anh lại mất mất, mà anh cũng không có để lại một cái lời trăn trối gì hết. Thế các cháu thì gặp được cái đứa con gái của anh thì nó có nói là đúng chính xác cái năm 71 là ba cháu không có ở Hải Phòng, mà vì một cái lý do tế nhị mà ở xa. Đấy, nhưng mà cháu có hỏi dò quanh hàng xóm chỗ nhà ông bà nội ấy, thì ông bà nội thì giờ mất rồi, nhưng mà có hỏi hỏi người người mấy người quanh hàng xóm đấy, là xem là cái năm đó ba có dắt mẹ về đây không, thì nó nói là không không ai biết hết. Thế sau rồi vừa rồi là mấy đứa bạn của cô lại còn về lại quê ở Hải Dương ấy, để hỏi xem tâm tích như nào. Thì bây giờ người thì chết, người thì đi xa, thì người ta cũng ghi nhận cái thông tin đó, rồi người ta bảo là Tết nhất họ về họ tụ họp ăn Tết ấy, thì người ta sẽ đưa cái thông tin này ra để hỏi xem có ai biết cái tâm tích gì không. Thế thôi. Thế rồi đến 2 ngày sau thì cô xem được cái clip của cháu, thì cô mới quyết tâm là kết nối với Tuấn Vĩ đấy. Đấy, thì bây giờ là thông tin thì chỉ có vậy thôi, thì cháu cũng không có thể xác định được, mà cô cũng không có thể nào mà khẳng định được, phải không? Đấy, thì bây Rồi. giờ là Tuấn Vĩ góp ý như thế nào đó thì Rồi thưa cô và thưa anh chị, nghe qua cái thông tin đó thì Tuấn Vĩ thấy cũng có cơ sở để xét nghiệm với nhau. Gọi là có cơ sở để xét nghiệm với nhau. Thứ nhất á, là cùng vào năm 1971, và cái hoàn cảnh thì giống như cô vừa chia sẻ trên, thì cũng có nhiều cái điều mà để chúng ta khiến chúng ta có cái hy vọng với nhau. Và kể cả là bây giờ có biết tên người mẹ hoặc là có biết tên cha chăng nữa, thì cái chuyện đó nó cũng đã là lâu năm rồi, và phải cần phải kiểm chứng qua cái sự mà chứng minh của khoa học, chứ chúng ta không thể nào mà bỏ qua. Nếu có tên chăng nữa vẫn vẫn phải xét nghiệm. Vì vậy cho nên là có cơ sở, đã có cơ sở để xét nghiệm với nhau. Thì kết thúc cuộc gọi này thì nếu mà đôi bên mà có thiện chí với nhau thì cứ tiến hành về cái việc mà xét nghiệm ADN. Rồi Tuấn Vĩ cũng xin được cập nhật lên câu chuyện của đôi bên. Thì ví dụ như mà bên anh chị mà may mắn mà kiếm được về cội nguồn đây là người gì của anh chị thì cũng tốt. Còn ngược lại mà rủi mà không trúng, thì nếu có ai nằm trong hoàn cảnh đó thì người ta lại tiếp tục người ta lên tiếng. Cả bên chị và bên cô cũng vậy. Nha cô nha, chị nha. Bây giờ cho chị hỏi thêm là vậy, cho chị nói thêm cái thông tin về tên của người mẹ với lại tên của cái người cha, lỡ đâu biết đâu được cái đứa con đấy, ví dụ không phải là cháu đây mà cái đứa con kia Đúng. nó biết được tên của người người cha người mẹ, thì có biết đâu được lại có một cái hy vọng đấy không, Đúng đúng. là người mẹ là tên là Trần Thị Ngọc Lý, Mẹ tên Lý. người cha là Cao Kỳ Lân Cha tên đó, Lân. là sống ở Hải Phòng.
Dạ. Ngày xưa sống ở Hải Phòng. Dạ, Lân và Lý. Ừ. Đó, người mẹ là Lý mà người cha là Lân. Thì Dạ. bây giờ thì cha mẹ thì mất hết rồi. Đấy. Cha thì vẫn ở Hải Phòng, mẹ à, cha thì mất rồi nhưng mà gia đình anh chị em thì con cái thì có 3 đứa con ở Hải Phòng. Còn người mẹ thì không có con nữa. Rồi. Rồi Ngoài chị bây giờ mất thế này. Dạ em xin lỗi, rồi. con xin lỗi. Thưa cô và thưa anh chị, thì bây giờ nếu để gọi là rút ngắn cái thời gian á, thì nếu nếu anh chị và cô có quyết định thử ADN ở đâu đó, nếu có thì đôi bên cứ làm việc với nhau và thu mẫu rồi rồi xét nghiệm. Còn nếu ví dụ như mà khi có cần Tuấn Vị hỗ trợ về cái việc đó thì Tuấn Vị sẽ kết nối cái người mà phụ trách ADN họ hướng dẫn cho. Bây giờ như này chắc chắn là cần Tuấn Vĩ đó, từ vì giờ là cô xin được xét nghiệm, mọi chi phí cô sẽ chịu trách nhiệm. Còn địa chỉ hay là cách gửi như thế nào thì nhờ Tuấn Vĩ giúp đỡ Dạ, đó. rồi vậy thế này, bây giờ tạm thời chúng ta cúp cái máy một cái rồi Tuấn Vĩ add cái người phụ trách bên ADN đó, thì người ADN sẽ hướng dẫn cho cách lấy mẫu nha anh chị nha. Dạ 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 Thế đi rồi vậy vậy anh rồi chị cô tạm gửi, chị gửi về được đúng không, gửi về dạ thẳng đó được đúng không? chị đang ở bên Mỹ đúng không? Bỉ Bỉ Dạ dạ gần nhà được cô Vân phiên dịch đó em, dạ ở cùng thành phố với lại cái cô Vân mà phiên dịch tiếng Pháp đó. dạ à gần đó. Hôm qua Bỉ có thấy em với lại hai cái cô đó gặp nhau đó. Dạ đúng rồi, hôm hôm ở bên Mỹ Mình có chị qua Vân. Pháp Dạ đúng không? Đấy đấy rồi vậy bây giờ đấy. chúng ta tạm thời cúp một cái Tuấn Vị át cái người đó vô phụ trách bên ADN rồi người ta hướng dẫn cho anh chị nha. Ok rồi Dạ dạ rồi. dạ 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 em chào anh chị ạ. Chào chào em. Dạ em Chào chào cháu. anh. Rồi để Tuấn Vị xin giới thiệu chút xíu để cho cô và anh chị biết là em Hà đây là phụ trách bên ADN của Viện Sinh học Loci ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì Tuấn Vị cũng xin giới thiệu cho Hà biết là cô đeo kính á, là đang nghi ngờ anh Tuyến á, là cháu của cô. Có nghĩa là nếu mà trúng huyết thống á, thì là dì ruột của anh Tuyến. Tuy nhiên thì có một cái nghi ngờ nữa là cái người cha sinh ra anh Tuyến thì sau này có sinh ra các em sau này nữa. Vì vậy cho nên là bây giờ muốn hỏi là xét nghiệm thì nên xét nghiệm với vai nào với anh Tuyến, nên xét nghiệm với dì hay là nên xét nghiệm với những người con của ba. Tuy nhiên nếu mà con của người ba thì là cùng cha khác mẹ với anh Tuyến. Đó. Em cũng có nắm sơ thông tin rồi á, thì em xin hỏi thăm thêm một số thông tin nữa để em tư vấn cho chính xác ạ. Thì người cha của anh Tuyến nghi ngờ á, là có đẻ thêm một vài người con sau, thì những cái người con này thì là chắc chắn là cùng cha nhưng mà khác mẹ. Thì có người con trai không ạ? Có người nào là con trai không ạ? Có 2 đứa, nghe nói có 2 đứa con trai, 1 đứa con gái. Tại vì mình có 2 cái khả năng này, mình đều có thể làm được. Thứ nhất là anh Tuyến có thể làm được với lại cô Hà, đây là vai dì á, thì là mình xác nhận cái mối quan hệ là bên dòng bên mẹ, có nghĩa là bên mẹ anh Tuyến là người đẻ ra, thì là mình sẽ làm ti thể. Thì là cái này là xác định mối quan hệ dòng bên người mẹ nha. Thì mình làm ti thể thì thời gian là mất từ 7 đến 10 ngày là mới có kết quả. Do cái xét nghiệm này thì nó hơi bị phức tạp hơn những cái xét nghiệm khác và thời gian thì nó lâu hơn. Còn nếu như mà anh nghi ngờ mà người cha có thêm một người vài người con á, thì anh Tuyến có thể làm được với người con trai. Những người con Không, trai thì mình bây xét nghiệm bên dòng này là mình xét nghiệm bên dòng nội, có nghĩa là giờ những người con trai bên dòng nội sẽ có cùng cái nhiễm sắc thể Y. bây giờ cho cô năn cô nói thế này được không? Nếu mà xét nghiệm dì với cháu được thì cho cô xét nghiệm dì với cháu trước, rồi sau đó nếu mà là đúng là cháu của cô ấy
thì sau đó sẽ cho cháu nó xét nghiệm với lại anh em cùng cha khác mẹ sau. Dạ, được ạ. Tại Đúng vì các tùy vào cái mối quan không? hệ mình làm á và cái thời Ừ. gian nữa. Nên là gia đình có thể cân nhắc, tại vì hai cái mối quan hệ mà cô với là anh đề cập á thì mình đều làm xét nghiệm được. À, thế thì Dạ. cô xét nghiệm với cô trước đi. Dạ, nếu mà xét nghiệm với cô thì Ừ. mình sẽ xét nghiệm theo là dòng bên mẹ, gọi là dòng 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 mẹ á. Đấy, đấy, Dạ. đấy, đúng rồi. Dạ. Ừ, tại vì mình muốn tìm cháu mình thì trước tiên mình, nếu mà xét nghiệm được với mình thì mình phải xét nghiệm với mình trước. Dạ vâng Còn ạ. cái chuyện mà tìm cha cho cháu sau thì cái lúc đó mình tính sau. Dạ Đúng vâng không? ạ. Dạ dạ Đấy. vâng ạ. Ừ, thì cô thì có ý kiến như thế đấy. Dạ. Vậy thì cô với anh cứ trao đổi là mình thống nhất là mình muốn làm cái mối quan hệ nào á, thì con sẽ gửi cái hướng dẫn về, thứ nhất là cách thu mẫu và cái địa chỉ để gửi mẫu về. Nếu như mà mình ở Hồ Chí Đấy. Minh á, thì bên con thì có hỗ trợ thu mẫu tại nhà được. Còn nếu mà mình Ừ. ở tỉnh hoặc là ở nước ngoài thì nhờ cô và anh đó đọc cái hướng dẫn tham khảo của con để gửi mẫu về. Trên đó thì con có hướng dẫn chi tiết về cách thu mẫu, địa chỉ và cái người nhận á, thì cô cứ làm theo cái hướng dẫn rồi gửi về cho con là được Rồi, ạ. ok. Vậy cô thì ok như vậy đó, còn hai cháu như thế nào thì tùy hai cháu quyết định nhé. Rồi, Dạ. mà con xin lỗi nha. Con xin lỗi và em xin À. lỗi anh chị. Cho phép em xin ra nhóm trước nha, bởi vì em cũng có hẹn đó, cho nên em ra nhóm trước. À. Rồi em Hà trao đổi với cô với anh chị sau nha. À, xin chào tạm biệt và Dạ, cũng vâng, mong rồi, dạ em chào anh, dạ em cảm ơn anh ạ. Dạ. mong là kiếm được đúng người nha. Nghe câu chuyện em cảm động Vâng. lắm, cảm động lắm, thương Rồi lắm. Tấn Vy ơi, chị Dạ. cảm ơn em nhiều nhiều lắm luôn á. Dạ. Rồi thế nhé. Dạ, Cảm ơn rất là nhiều luôn. nếu mà trúng chúng Ừ. ta về làm bữa tiệc cho lớn ở ngoài Hải Phòng nha, à Đà ngoài 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 anh chị Nẵng nha. nhá, Tết 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 Dạ. ở Đà Nẵng. Tại vì chị Tuấn Vĩ như chưa được ra Đà Nẵng Mà em xin lỗi, em hỏi không? chị Yến chút xíu nè, theo chị Yến thì nghe 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 qua câu chuyện thì chị có khả năng thấy khả năng cao Thì thấy nó cũng có cái điểm không thi giống. không? Thì thôi thì cô cháu mình cứ quyết tâm. Nếu Ừ, mà nhận được thì con rất mừng. dạ, Nói chung là cô nhìn cháu đây ấy thì không có giống mẹ nhiều, nhưng mà lại giống cái cậu mà út á. dạ Cái khuôn mặt thì giống, nước da cũng giống nhà bên này, nước da ngăm đen, là nhà bên này là ngăm 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 hết ạ. dạ Là nước da thấy cũng giống giống như vậy, cái khuôn mặt thì giống cái cậu út nhiều. Yeah, Đó. tiếc là em Hà chưa nghe qua cái câu chuyện, nghe câu chuyện thở thương lắm. Và cô biết đó là thời xưa đó, thời xưa cái quan niệm còn lạc hậu. Ví dụ như con mình có Trời lầm lỡ, rồi con đó. mình lầm lỡ như vậy thì phải phải bao dung cho con và phải hướng dẫn con, chứ ai đâu mà lại hành xử một cách gọi Khắt là khắt khe ghê khe lắm quá, em. thấy thương Thời ha. đó khắt khe ghê lắm. Chắc do cái thời đó bị áp lực về về Đúng về rồi. cái Nói danh chung là về tiếng danh rồi tiếng lối sống. thì ba mẹ cũng ba cũng làm lớn rồi, cũng đại khái là cũng có chức có quyền đó, sợ xấu hổ, Hay có cái xấu quyền hổ nên là nhục nhã đi. với hàng xóm với lại cơ quan, với nói chung là nó đủ vấn đề hết đấy. Cho nên mình cũng trách được, ngày xưa mình cũng bị đòn như mưa, như mưa chứ đâu phải như cha mẹ bây giờ đâu. Tại vì hồi đó ba mẹ nhà cũng vậy, hết khắt khe lắm. Tụi chị cũng bị đòn như mưa ấy chứ không phải như bây giờ đâu. Rồi Cho vậy nên là thôi mình cũng chịu thôi, cái thời thế thế thời nó như vậy đó, thấy không? Rồi vậy Tuấn Vĩ Vậy xin xin ra nhóm nha, Tuấn Vĩ xin ra nhóm cho anh chị nói chuyện. Rồi rồi em cảm ơn chào, em rất nhiều nhé. em chào anh Tuyến nha. Mong mong là đúng cho anh Tuyến kiếm được bên gia đình nha, anh Tuyến nha. Anh Dạ 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 vâng, xin chào. chào, bye bye Tuấn Vĩ.